Thưa quý vị và các bạn, ở đây là hình ảnh mà rất nhiều người từ vùng dịch đổ về tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay. Dưới thời tiết nắng nóng thì hàng trăm người phải ăn uống tại vỉa hè hoặc là nghỉ ven đường để chờ khai báo y tế hoặc là cách ly. Số lượng người đổ về nhiều khiến cho lực lượng y tế tại các chốt kiểm soát làm việc không ngừng nghỉ. Những ngày qua có hàng nghìn phương tiện, chủ yếu là xe máy từ vùng dịch đi qua các chốt kiểm soát số 4 và số 5 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Họ vật vờ nghỉ ngơi, ăn uống tại vỉa hè hoặc ven đường để chờ khai báo y tế hoặc là cách ly. Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến thời điểm ngày hôm qua 27 tháng 7, tổng số người qua chốt kiểm soát y tế trong ngày là 5.400 người, trong đó người đến từ tỉnh thành phố có dịch là 1.895 người. Việc lượng người từ vùng có dịch Tại các tỉnh phía Nam ùn ùn về quê chủ yếu bằng xe máy khiến cho các cán bộ, nhân viên tại các trạm kiểm soát y tế số 4 và số 5 gần như phải làm việc hết công suất và quá tải. Ngoài ra, việc ăn uống bên đường của nhiều người cũng xả một lượng lớn rác thải ra đường và tiềm ẩn nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh. Chính vì những hình ảnh như vừa rồi mà các địa phương đã khuyến cáo công nhân không tự ý về quê bằng xe cá nhân mà nên di chuyển bằng phương tiện công cộng. Trước đó vào chiều ngày 26 tháng 7 thì tỉnh Thừa Thiên Huế đón 239 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương trên chuyến bay VJ302 tại sân bay Phú Bài và đưa đi cách ly tại một cơ sở ở Thừa ở thành phố Huế và tiếp tục chương trình đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê thì tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức đón 320 công dân về trong đợt 2 bằng tàu hỏa mang số hiệu là SE38 xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 29 tháng 7 năm 2021